Cả thế giới đều không bằng em là bộ phim ngôn tình Trung Quốc với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Bùi Tử Thiêm và Lý Lạc. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiền Trà Thiền Lục, nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào hài hước của đôi oan gia Nguyên Từ Nhã và Cận Thần. Từ Nhã là cô tân nương giả, thay chị gái song sinh kết hôn với người đàn ông ẩn giấu thân thế, cùng nhau làm lên một trò chơi mèo vờn chuột vô cùng đáng yêu và hài hước. Tuy là kết hôn giả, thế nhưng về sau, đoạn tình cảm của họ lại bị ràng buộc bởi một điều gì đó khiến cho cả hai không thể quay về vị trí ban đầu. Những khoảnh khắc thân mật cùng những lần trí chóe đã khiến cho nam chính lạnh lùng dần yêu nữ chính. Sự đáng yêu và lương thiện của cô đã khiến trái tim anh hoàn toàn bị chinh phục. Nhìn chung, đây là một bộ phim ngôn tình vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh tình yêu và ghen tuông thì nó còn đầy rẫy những mưu mô và thù địch. Để rồi đến cuối cùng, cặp đôi chính cũng được bên nhau cả đời sau muôn vàn những trắc trở và khó khăn. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.